Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Đây, hiện tại mình đang ở ngoài trời nắng này mọi người này. Đấy. Đây là cái phần điện, phần trung thế. Đây, đây là cái tổ cái cột phần đo đếm của TU, TI đo đếm. Đây mình sẽ đi lui lên này cho chút cho mọi người này. Đấy. Thì chỗ phần này này. Phần này là phần TU này. Đấy, TI trên này này. Đây. Nắng kinh khủng luôn. Thời tiết rất là nắng. Đấy, quay cho anh em thấy này. Nắng như này chỉ có ở trong nhà thôi. Thì tí nữa anh em sẽ tiến hành thi công cái phần này. Thì sẽ rút cái sợi cáp này này mọi người này. Đấy, cái sợi cáp này này. Tí nữa anh em sẽ rút xuống thay ba cái đầu cáp này đi. Đấy. Cho chắc phải tầm 3 giờ chiều mới làm được. Thì thời tiết này rất là nắng luôn. Ra ngoài làm chỉ có say nắng thôi. Sợi cáp này khá là cũ rồi. Đấy. Đấy, sợi cáp này sẽ được đưa xuống thay vào sợi cáp mới. Và sau đó tiến hành thí nghiệm đóng điện trở lại. TUTI thì vẫn bình thường thôi, sẽ kiểm tra TUTI. Trong đó sẽ kiểm định sai số. Đấy, kiểm định sai số TUTI. Đây cột này đo đếm mà. Đấy. Đấy, cho mọi người thấy. Ok, thế nhá anh em nhá. Mình đi nghỉ ăn cơm trưa đây. Tí nữa 3 giờ chiều sẽ tiến hành làm. Rất là nắng luôn. Ok, bye bye anh em nhá. Chào tất cả mọi người, video này sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm kiếm kênh YouTube của Điện Việt Nam. Chúng ta có thể tìm kiếm trên Google hoặc trên YouTube. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa là Điện Việt Nam, ấn Enter và tìm đến kênh YouTube của Điện Việt Nam. Ấn đăng ký và nhớ là ấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và sớm nhất từ Điện Việt Nam nha.